Xin chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta cùng đi vào tìm hiểu chủ nghĩa anh hùng qua tác phẩm Rừng Thần Nô và Những Đứa Con Trong Gia Đình. Ta thấy văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1975 đã đạt được rất nhiều thành tựu to lớn, đặc biệt là những tác phẩm thể hiện phẩm chất anh hùng của con người Việt Nam trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống lại kẻ thù thực dân xâm lược. Hai tác phẩm Rừng Thần Nô của Nguyễn Trung Thành và Những Đứa Con Trong Gia Đình của Nguyễn Chi là hai tác phẩm đã thành công trong sự khắc họa những hình tượng nhân vật tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng cao đẹp, cho lòng yêu nước, văn thù đặc sâu sắc, cho sức mạnh chiến đấu của dân tộc Việt Nam chống lại giặc ngoại xâm. Ở đây, để hiểu về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chúng ta sẽ có một số nét khái quát như sau. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng là sự thể hiện lòng yêu nước thiết tha, căm thù đặc sâu sắc, tinh thần chiến đấu bất khuất chống lại kẻ thù xâm lược để bảo vệ tổ quốc của con người Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nó là sự trung thành với lý tưởng cách mạng, được thử thách qua những hoàn cảnh khốc liệt, qua đó bộc lộ được vẻ đẹp của phẩm chất anh hùng, có tính chất tiêu biểu cho cả dân tộc. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng này được đặt trong hoàn cảnh đặc biệt. Cả hai tác giả Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Chi đều gắn bó với cuộc chiến đấu chống Mỹ. Đây là những nhà văn chiến sĩ ở tuyến đầu máu lửa. Tác phẩm của họ mang hơi thở nóng hổi của cuộc chiến đấu với những hình tượng nhân vật sinh động, bước vào văn học từ thực tế chiến đấu. Nguyễn Trung Thành sinh năm 1932 khi mới 18 tuổi. Năm 1950, ông đã vào bộ đội, sau đó làm phóng viên báo Quân đội Nhân dân Liên Xô Năm. Những năm tháng lăn lộn trong cuộc kháng chiến chống Pháp ở Liên Xô Năm đã giúp ông hiểu biết sâu sắc về Tây Nguyên, để sau khi tập kết ra Bắc, ông đã viết những cuốn tiểu thuyết thấm đẫm tinh thần cách mạng dân tộc. Còn Nguyễn Phi sinh năm 1928, khi mới 17 tuổi. Năm 1945, ông đã tham gia cách mạng rồi gia nhập lực lượng vũ trang. Ông trở thành một trong những cây bút văn xuôi hàng đầu của văn nghệ giải phóng miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Chính từ những năm tháng tham gia kháng chiến đấy, ông đã viết những chuyện ngắn. Hai chuyện ngắn Rừng Thần Nô và Những Đứa Con Trong Gia Đình đều ra đời trong giai đoạn ác liệt của hai cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khi đế quốc Mỹ đổ quân vào miền Nam đất nước ta, dân tộc ta đứng trước một trận chiến một mất một còn để bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ quyền sống. Đó là bối cảnh lịch sử, để từ đó hai tác phẩm ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng với chất sử thi tận nhà được ra đời. Ta thấy chất anh hùng cách mạng được biểu hiện ở rất nhiều các nhân tố. Trong đấy, đầu tiên là biểu hiện qua các nhân vật chính. Những nhân vật chính trong hai câu chuyện đều là những con người được sinh ra từ truyền thống bất khuất của gia đình, của quê hương, của dân tộc. Làng Phương An, quê hương từ núi ở trong tầm Đại Bác của tộc, nơi mà từng người dân đều hướng về cách mạng, bảo vệ cán bộ. Đảng còn thì núi nước này còn. Còn Chiến và Việt sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước, căm thù giặc. Cha là cán bộ cách mạng, má là người phụ nữ Nam Bộ kiên cường trong đấu tranh. Hai con đã tiếp nối lý tưởng của cha mẹ. Những con người đó đã chịu nhiều đau thương mất mát do kẻ thù gây ra, tiêu biểu cho đau thương mất mát của cả một dân tộc. Từ Nú có một mối tình đẹp với Mai, tựa như trong chuyện truyền kỳ. Cuộc đời còn hứa hẹn biết bao nhiêu hạnh phúc ở trước mắt, nhưng chính Từ Nú lại có một số phận đầy bi kịch. Kẻ thù đã bắt vợ con anh và tra tấn họ đến chết. Từ Nú tận mắt chứng kiến tất cả, và lòng căm thù, lòng yêu thương đã khiến đôi mắt anh hiện lên như hai hòn lửa lớn. Anh lao thẳng vào lũ giặc nhưng không thể cứu được vợ con vì anh chỉ có hai bàn tay trắng, không vũ khí. Bản thân anh cũng bị giặc bắt và thật đau xót. Anh đã bị chúng đốt 10 đầu ngón tay bằng chính thứ nhựa sần hung vàng óng thơm mát của quê hương mình. Đó là một tấm bi kịch vô lý và đau đớn. Còn Chiến và Việt, những đứa trẻ thơ ngây mới lớn đã phải chứng kiến cái chết đầy thương tâm của ông nội và bố mẹ, vừa phải vất vả nuôi con, vừa phải đương đầu với những đe dọa hạch sách của bọn giặc. Cuối cùng thì họ cũng chết vì đạn bom. Và những đau thương ấy đã hun đúc lên tinh thần chiến đấu
lòng căm thù đậm sâu sắc của những con người Việt Nam. Họ đã biến đau thương thành sức mạnh chiến đấu. Đó là một biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Tờ Nú đã lên đường đi lực lượng, dù mỗi ngón tay chỉ còn một tốt. Chiến và Việt cùng vào bộ đội, coi việc đánh giặc, trả nợ nước phèn là lẽ sống. Họ chiến đấu bởi sức mạnh của lòng căm thù giặc, cũng là bởi sức mạnh của tình yêu thương. Vì chỉ có cầm vũ khí đứng lên, ta mới có thể bảo vệ được những gì thiêng liêng nhất, bảo vệ tình yêu và sự sống. Chân lý đó đã được minh chứng qua số phận và con đường cách mạng của những người dân Nam Bộ trong hai tác phẩm trên. Chân lý đó cũng được rút ra từ thực tế đau thương mất mát, nên nó càng có giá trị, càng khắc sâu vào trong lòng người. Ta thấy, chịu bao đau thương mất mát, nhưng tất cả những người được miêu tả trong tác phẩm này đều mang phẩm chất anh hùng bất khuất. Họ là những con người Việt Nam kiên trung trong cuộc chiến đấu chống lại giặc ngoại xâm. Tờ Nú là nhân vật được kết tinh từ vẻ đẹp tiêu biểu nhất của con người Tây Nguyên, gan góc, dũng cảm, mạnh mẽ, rất giàu lòng yêu thương. Trước hết, Tờ Nú rất gắn bó với cách mạng, được cụ Mễ chỉ bảo nên ngay từ lúc nhỏ, Tờ Nú đã tham gia vào việc nuôi dấu cán bộ và hoàn thành xuất sắc công việc giao liên. Nhiều đêm Tờ Nú phải ngủ lại trong rừng vì sợ bọn giặc đi lùng, không ai dám cán bộ chạy. Tờ Nú cũng luôn nghe lời chỉ huy. Được anh Tiết dạy chữ, Tờ Nú đã khắc phục khó khăn, cố gắng học tập. Không có bảng, không có phấn, Tờ Nú đã làm ngứa, giống ngứa làm bảng. Và ba ngày đường tới núi Ngọc Linh mang về một tờ lét đầy lá trắng làm phấn. Khi Tờ Nú tỏ ra chán nản thì mình tối dạ học không nhớ được, thì một lời động viên của anh cũ đã truyền thêm sức mạnh tinh thần giúp Tờ Nú cố gắng hơn. Tờ Nú vô cùng gan dạ dũng cảm. Ngay từ ngày làm giao liên, Tờ Nú đã không bao giờ chịu đi đường mòn, cứ xé rừng mà đi, lọt tất cả các vòng vây. Qua đêm, Tờ Nú không thích lộ nước êm mà cứ lựa chỗ thác mạnh mà bơi ngang. Khi bị giặc bắt, Tờ Nú can đảm chịu những vết đòn roi tra tấn, để sau khi vượt ngục vẫn tiếp tục cùng cụ Mễ lãnh đạo dân làng Sô Man bài giáo bài vượt chống lại kẻ thù. Khi bản làng bị càn quét, vợ con Tờ Nú bị giặc hành hạ giết chết một cách dã man. Nhất là khi anh bị thần dục tầm nhựa sẵn đốt 10 đầu ngón tay, Tờ Nú càng thấm thía thêm nỗi đau thương và căm thù rằng dần dần nhận thức sâu sắc về kẻ thù và quyết tâm hành động. Anh ra đi lực lượng, quyết tiêu diệt cho hết kẻ thù tàn ác, bởi lẽ chúng nó đứa nào cũng là thằng dục cả. Ngoài ra, Tờ Nú còn là một người giàu tình cảm yêu thương. Anh yêu thiết tha bản làng, sinh ra và lớn lên giữa núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, giữa những con người mộc mạc thuần hậu. Tờ Nú thấy gắn bó thân thiết với cảnh và người ở quê hương mình. 3 năm đi chiến đấu xa bản làng, khi trở về, Tờ Nú vô cùng xúc động. Anh nhớ rõ từng hàng cây, con đường, nơi mà ngày xưa Mai đã thổ lộ tình cảm yêu mến, ngay khi anh mới ở tù về. Anh cũng bồi hồi nghe tiếng chảy giã gạo của những người ở làng, tiếng chảy chuyên cần rộn rã của những người đàn bà, những cô gái xứ Trá của mẹ anh ngày xưa mà suốt cuộc đời anh vẫn nhớ. Anh yêu thương vợ con tha thiết. Chính vì yêu thương rất nhiều nên anh căm thù sâu sắc bọn giặc, đã dùng cây gậy sắt đánh chết vợ con anh. Anh cũng yêu thương mọi người. Làng Sô Man đã dành cho anh một tình cảm đặc biệt nồng hậu, thân thiết. Những cặp mắt tròn xe, những tiếng ré lên và những tiếng reo vui của mọi người đã thể hiện niềm vui mừng khi đón Tờ Nú về làng. Vô cùng dũng cảm khi đối diện với kẻ thù, tha thiết yêu thương bản làng quê hương, ấp ôm một kỷ niệm đớn đau về cái chết của vợ con, luôn luôn gắn bó với cách mạng. Ở Tờ Nú toát lên vẻ đẹp của người anh hùng trong sử thi Tây Nguyên và vẻ đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời chống Mỹ. Còn với những đứa con trong gia đình, trước hết là nhân vật chính, người con gái mang vẻ đẹp kiểu quốc tịch, một vẻ đẹp rất riêng của người phụ nữ Nam Bộ mà Nguyễn Thi vẫn hằng ưa thích, hồn nhiên, chất phác, tảo tần, biết lo toan việc nước việc nhà, trọn vẹn mọi bề trước sau. Đánh giặc thì sông sáo gan góc, dũng cảm, mà trở về với cuộc sống thường nhật lại rất giàu tình cảm và tràn đầy lòng yêu thương. Trong ký ức của Việt, chị Chiến là sự hiện thân, sự kế thừa của má. Chị Chiến cũng mang vóc dáng của mẹ mình,
hai bắp tay tròn to, dạng đỏ màu cháy nắng, thân người to và chắc mịch. Đặc biệt nhất là cái đêm hai chị em sắp xa nhà đi bộ đội, phải tự mình đứng ra lo liệu việc nhà, thu xếp để cùng việc lên đường. Chiến mới bộc lộ hết tính cách của người lớn, đảm đang tháo vát, biết hai mẹ quán xuyến, cắt đặt mọi việc trong nhà đâu ra đấy. Từ việc em út, nhà cửa, ruộng vườn, cho đến cả cái giường ván, nơi gửi bàn thờ má. Chưa bao giờ Việt lại thấy chị Chiến lo liệu việc nhà giống má đến như thế. Chà, chị Chiến bữa nay nói in hệt má vậy. Cũng ở trong giường mà nói với ta, cũng nằm với thằng út em ở trên cái giường đó. Chính Chiến đến ấy cũng thấy mình khi đang hòa vào mẹ, cho nên không phải ngẫu nhiên để sáng hôm sau khi nghe Chiến trình bày tất cả mọi việc, chú Năm đã phải khen ôn việc nhà nó thu được gọn thì việc nước nó mới mở được rộng, gọn để ra thất tặng về nước non. Hai chị em đều là những người chiến sĩ dũng cảm. Tuy nhiên thì chúng ta thấy ở đây có điểm khác. So với Việt, Chiến chỉ hơn Việt một tuổi mà đã người lớn hơn hẳn Việt. Chiến cũng gắn bó với lớp người đi trước nhiều hơn. Chị có thể bỏ cả ăn để đánh vần cuốn sổ truyền thống của gia đình. Không chỉ giống má, Chiến còn học được cả cách nói trọng trọng của chú Năm. Ví truyền thống cách mạng của cả gia đình là một dòng sông, mà mỗi người là một khúc sông của dòng sông ấy, thì so với lớp người đi trước, Chiến làm khúc sông sau. Khúc sông bao giờ cũng chảy được xa hơn khúc sông trước. Đấy là cũng là chỗ để Chiến khác với mẹ mình. Người mẹ chết nỗi đau mất chồng, đã không có thịt nào để cầm súng, còn Chiến thì đã được đi bộ đội để đánh giặc trả thù nhà với quyết tâm. Tao đã cưa với chú Năm rồi, đã làm thân con gái ra đi, tao chỉ có một câu: nếu giặc còn thì tao mất. Vậy à? Và Chiến đã lập được nhiều chiến công lớn, bắn chìm tàu chiến của địch trên sông Dịch Thủy, trở thành một tiểu đội trưởng của bộ đội Mỹ địa phương quân tỉnh Bến Tre. Tiếp theo là hình tượng của Việt. Việt là hình tượng nhân vật xuất hiện nhiều hơn và cũng đã chịu được nhiều nét tâm lý tính cách khá độc đáo. Người đọc thích nhân vật này trước hết bởi vẻ ngoài lục cục, vô lo vô nghĩ của cậu con trai đang vừa ăn vừa lớn. Nhưng sự trẻ con vô tư vẫn không ngăn cản Việt trở thành một chiến sĩ Việt Mỹ. Ngược lại thì nó càng làm cho phẩm chất anh hùng của Việt thêm độc đáo. Đọc truyện ta chưa thấy lúc nào Việt hết ngây thơ, nhưng ta vẫn chưa thấy lúc nào Việt phải chịu khuất phục trước sự tàn bạo của quân giặc. Ngay từ lúc còn bé tí, Việt đã lắm sâu vào đá cái thằng giặc đã giết cha mình. Đến lúc bị thương nặng, lòng một mình giữa chiến trường mênh mông bóng tối, đôi mắt không còn nhìn thấy gì và hai bàn tay còn tê nhức đến dại đi. Vậy mà lúc tỉnh lại, nghe tiếng trực thăng trên đầu và tiếng pháo cầy trước mặt, thì Việt vẫn muốn ăn thua sống mái với quân thù. Trên trời có mày, dưới đất có mày, khu rừng này còn có mình tao. Mày có bắn tao thì tao cũng bắn được mày. Cứ vậy, Việt coi Việt đi đánh giặc nó cũng tự nhiên như chuyện đi bắt ếch hay bắn lá thun thôi. Đánh giặc kỳ đến lúc đền được nợ nước, trả xong thù nhà thì cũng là chuyện tự nhiên thường tình, có gì đâu mà phải bắn hay nghỉ ngơi. Việt chính là hiện thân của khí thế tiến công của thời đại, và cùng với chị Chiến, những người con trong gia đình đã thực sự cứng cáp trưởng thành trưởng trạc trong tư thế người anh hùng. Bên cạnh nói về chủ nghĩa anh hùng qua những nhân vật chính, các tác giả còn thể hiện chủ nghĩa anh hùng qua hình ảnh một tập thể anh hùng. Và chủ nghĩa anh hùng cách mạng ấy thể hiện ở trong rừng Sà Nu qua phẩm chất của cả một cộng đồng. Ở đó có hình ảnh của Vũ Mết, Mai, Tít, Ken. Còn ở trong những đứa con trong gia đình, đó là ba, má và chú Năm của Việt và Chiến. Họ đều là những con người yêu quê hương đất nước, gắn bó với buôn làng, với gia đình, với người thân yêu. Tình yêu tổ quốc của họ bắt đầu từ những tình cảm bình dị đó, cho nên nó càng bền bỉ, càng có sức mạnh lớn lao khiến kẻ thù phải run sợ. Như vậy, các nhân vật của hai truyện ngắn đều đã vượt lên nỗi đau và bi kịch cá nhân để sống có ích cho đất nước. Những đau thương của họ cũng chính là đau thương của dân tộc trong tháng năm đau thương của chiến tranh.
Tinh thần quả cảm kiên cường của họ cũng chính là tinh thần của cả dân tộc Việt Nam, là biểu hiện cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Bên cạnh đấy, tác giả còn thể hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua việc ca ngợi sức sống bất diệt. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã thể hiện hình ảnh con người Việt Nam có thể được giữ sức sống trong cuộc chiến tranh ác liệt. Dân làng sông An như rừng cây xà nu, mặc dù trong rừng hàng vạn cây không cây nào không bị thương, nhưng vẫn dẫn tấm lực của mình ra che chở cho buôn làng. Một cây ngã xuống thì 4-5 cây con mọc lên, mai hy sinh thì biết vươn lên thay thế. Em như cây xà nu non hứa hẹn trở thành cây xà nu cường tráng tiếp nối cha anh. Tầng tầng lớp lớp, những người con của dân làng Soman đã tiếp nối đứng lên kiên cường chiến đấu chống với quân thù để bảo vệ quê hương đất nước mình. Còn trong những đứa con trong gia đình, ông nội bị thực giết, cha của Chiến và Việt trở thành cán bộ Việt Minh, cha bị giết hại dã man, má Việt tiếp tục nuôi con và chiến đấu. Đến khi mã ngã xuống thì anh em Chiến và Việt lại tiếp tục con đường chiến đấu, thực hiện lý tưởng của gia đình. Và trong dòng sông truyền thống của gia đình, họ là khúc sông sau nên hứa hẹn sẽ đi xa hơn cả thế hệ trước. Sự tiếp nối và kế thừa đó đã làm nên chủ nghĩa anh hùng cách mạng của con người Việt Nam thời kỳ chống Mỹ, là sức sống bất diệt giúp họ vượt qua bao đau thương do kẻ thù gây ra để tiếp tục chiến đấu và chiến thắng. Như vậy thì chúng ta thấy chủ nghĩa anh hùng cách mạng ở Việt Nam thời đại chống Mỹ hiện diện trên khắp mọi miền của đất nước, từ nông thôn đến thành thị, từ miền ngược đến miền xuôi, từ bồng bằng đến miền núi, tất cả tạo nên một sức mạnh long trời lở đất để nhấn chìm lũ bán nước và quân cướp nước. Hai tác phẩm với cuộc đời và sự hy sinh của những con người Việt Nam anh hùng mãi mãi là bản anh hùng ca tuyệt đẹp về thế hệ con người Việt Nam.